À, xin chào mọi người. Thì hôm bữa em có hẹn là em sẽ livestream ở trên Facebook ấy. Nhưng mà Facebook của em đang live thì nó bị chặn ấy. Bây giờ Facebook làm gắt quá. Mình cứ live một xíu là lại bị chặn live thôi, cho nên là em sẽ quay video nhé và em sẽ up lên trên YouTube rồi em chia sẻ vào hội vào nhóm mình để cho mọi người có thể xem được nhé. Chứ bị chặn live đến cả tuần lận. Rồi hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một cái chân mày hair chop nhé. Sợi kết cấu sợi basic và em sẽ hướng dẫn mọi người kỹ thuật để mình phun được cái sợi nét và sợi hạt. Và em sẽ nói về cái sợi nét và sợi hạt luôn để cho mọi người hiểu hai cái kiểu sợi này. Hai kiểu sợi đang rất là hot thị trường nhé. Cho mọi người được thấy. Rồi đầu tiên ấy thì em sẽ nói về cái cách vẽ một cái sợi để mình các cái sợi chính để mình tạo nên một cái kết cấu sợi hair chop như vậy. Đầu tiên ấy là mình sẽ học về cái sợi chữ Y nhá. Mọi người để em vẽ sợi chữ Y này. Đây là sợi chữ Y ạ. Thì sợi chữ Y nó sẽ hơi cong nhẹ một xíu nha, chứ nó không phải là thẳng đứng. Thì mọi người để ý giùm em nhé. Cái sợi của mình nó sẽ có độ đậm ở giữa và nhạt hai bên. Giống như mọi người lắc quả lắc ạ. Lắc quả lắc thì nó cũng là đậm giữa và nhạt hai bên đúng đầu đúng không ạ? Thì cái sợi của nó cũng vậy, để tạo được các ngọn eri. Các cái ngọn của cái sợi này nó gọi là eri nhé mọi người. Tiếp theo này, em sẽ vẽ sợi chữ C cho mọi người nhé. Đây là sợi chữ Y này. Sợi chữ C này. Nhẹ ở cái ngọn đầu, xong rồi cho mình nhấn nhẹ lên, nhấn một xíu. Nít từng đoạn ngắn, ngắn một thôi, chứ không nít dài. Rồi vút cái ngọn ra. Đây là sợi chữ C. Nó cũng là dạng cong nhẹ nhá. Đậm ở giữa và nhạt hai bên đầu. Chữ C. Và tiếp tục em sẽ vẽ sợi chữ S cho mọi người xem nhé. Sẽ là một chữ S cân nhé. Đó, nó vẫn đảm bảo là đậm ở giữa và nhạt hai đầu mọi người nhé. Thì ba cái loại kết cấu sợi, ba cái sợi này thì nó sẽ nó ghép vào tạo thành các cụm sợi thì nó sẽ tạo thành một cái cặp chân mày hair chop nhé. Rồi bắt đầu này, mình sẽ lồng vào trong cái, em sẽ hướng dẫn mọi người cách vẽ kết cấu sợi. Ở đây em đã có một cái khuôn chân mày sẵn rồi nhá, em đã vẽ sẵn và em lau nó mờ đi rồi để mình vẽ cái sợi nhìn cho nó dễ. Thì khi mọi người làm hair chop ấy thì mọi người lưu ý giùm em là mọi người phải vẽ cái dáng nó hơi cong một xíu nhé, cong tây nhé, thì mình làm kết cấu sợi nó mới đẹp được. Rồi, như mọi người cũng đã biết ấy, nếu như mọi người đã học qua điêu khắc rồi thì mọi người sẽ biết là cái điểm đầu trên của chân mày nó được gọi là điểm số 1, điểm đỉnh chân mày là điểm số 2, điểm đuôi là điểm số 3, ở đầu dưới là điểm số 4, rồi cái điểm eo của chân mày này là điểm số 6, từ số 4 đến số 6 mình chia đôi ra thì nó sẽ là điểm số 5. Đấy, thì cái sợi basic nhá, đây là sợi basic này, nó là spine 6. Nếu như trong điều khác nó sẽ là spine 6. Spine 6 là sao ạ? Spine 6 là cái đường spine nó sẽ kết thúc ở điểm số 6 nha, thì họ sẽ gọi là đường spine 6. Rồi bắt đầu em sẽ vẽ đường spine trước. Đường spine nó sẽ bắt đầu từ điểm số 1 thụt vào khoảng tầm 1 đến 1,5 cm. Đây, mình sẽ vẽ đường spine trước đến kết thúc ở điểm số 6 này. Mọi người lưu ý là ít nhất là phải số 6, không thì mọi người lùi ra một xíu thì cái sợi mình nó mới có độ ngả thì nó mới đẹp. Chứ mọi người cái đường spine nó ngắn quá đến đây ý, thì cái sợi nó sẽ bị cứng nhá. Mình làm cái kết cấu hair chop nó sẽ không được đẹp nhá. Rồi thường thường là em sẽ liên kết luôn cái đường spine này ra đến kết thúc của điểm số 6 và liên kết ra đến đuôi luôn, để cho các bạn mới học sẽ không bị mất dáng khi làm nhé. Rồi xong, em đã vẽ được đường spine rồi ạ. Để tao vẽ được. Rồi em sẽ vẽ sợi nào đầu tiên ạ? Sau khi vẽ đường spine xong, em sẽ vẽ cái sợi chốt eo đầu tiên nhé. Đây là cái sợi rất quan trọng này. Mọi người sẽ đặt bút vào trong đường spine này, mọi người nhấn nó ra, nằm trên đường eo và lượn cái ngọn ra ngoài một xíu. Đó, đây là sợi chốt eo nhé.
Rồi tiếp theo em sẽ vẽ sợi số 2 bằng cách là từ điểm số 4 này đến điểm số 6 này, đến cái phần mà kết thúc của cái sợi chốt eo này, mình chia đôi ra, mình sẽ được cái sợi số 2. Từ đây mình thụt vào 4mm này. Rồi cái sợi nó sẽ ôm vào trong góc với spider làm góc 30 độ. Cong lên, lượn ra, đi xuống khung. Đấy, mình sẽ được điểm số 2. Sợi số 2. Tiếp theo này, cái sợi số 2 nó kết thúc ở đường khung, mình chấm nhẹ ở dưới này một xíu. Và điểm số 4, đến số 4 này này, cái khoảng cách từ đây đến đây mình chia đôi ra, nó sẽ là điểm kết thúc của sợi tiếp theo nha. Điểm kết thúc của sợi tiếp theo này, từ đây mình lại thụt vào bao nhiêu ạ? 4mm nhá. Rồi mình lại đi đường số 3 đi ra, đi qua cái điểm mình vừa chấm này, đi song song với cả cái địa cái đường mình vừa đi này, đi thẳng xuống khung đến cái điểm mà mình vừa chấm này. Đấy, được chưa ạ? Mọi người nhớ các chân sợi này hướng vào mũi nhá, thì sợi mình nó mới nằm, nó mới đẹp được. Tiếp theo này, cái sợi mình vừa kết thúc ở đây, ở đường khung này, mình chấm nhẹ ở dưới đây một cái, đến điểm số 4 mình lại chơi đôi ra. Cứ đây mình lại chơi đôi ra cái là mình sẽ được điểm kết thúc của sợi tiếp theo nhé. Mình cách vào 4 ly, chấm nhẹ một cái nha. Ôm đường spine góc 30 độ này, đi qua điểm này, đi song song một cái đường vừa đi, và kết thúc ở cái điểm mình vừa chấm, được chưa? Cách chia này thì mọi người sẽ rất là dễ nhớ nhé. Rồi cái đường mình vừa đi nó kết thúc ở đường khung này, mình chấm xuống dưới một cái, đến điểm số 4 này mình lại chia đôi ra, được chưa mọi người? Mình lại cách vào 4 ly, mình vẽ tiếp một đường tiếp theo. Rồi kết thúc, mình sẽ vẽ tiếp một đường nữa để cho hết đường spine thôi nha. Từ đây đến đây mình lại chia đôi ra, vẽ đến hết đường spine thôi. Vậy là mình đã vẽ được cái bụng chân mày, đây được gọi là cụm bụng chân mày nhá, cụm bụng nhá. Cái cụm mà nó nằm ở dưới đường spine thì người ta gọi là cụm bụng chân mày. Rồi từ cụm bụng ra đến cụm đầu đây, mình từ đây đến đây mình lại chia đôi ra. Rồi từ hết đường spine bắt đầu mình sẽ cách ra 3 ly thôi. Vẽ sợi tiếp theo nó sẽ lên trên khung luôn, nó là sợi chữ S nha mọi người, sợi chữ S. Từ đây mình lại chia đôi ra, rồi là mình đã vẽ xong được cái đầu chân mày, cụm đầu chân mày này, cụm bụng chân mày này. Còn cái cụm mà từ trên đường spine trở về thân đuôi này ta gọi là cụm thân đuôi. Rồi từ cụm thân đuôi mình sẽ vẽ, đầu tiên là mình sẽ vẽ sợi nào ạ? Mình sẽ vẽ đầu tiên là cái sợi chốt đuôi và chốt cái phần đỉnh này nha. Thì khi mình vẽ sợi này, mọi người có thể chốt nó vào cái đường khung dưới này luôn để tạo cái độ sắc nét cho cái chân mày. Còn thường thường thì em không thích làm nó sắc nét quá, bởi vì hair shop nó là tự nhiên, cho nên em sẽ tách cái ngọn nó ra, tách ra thành ngọn thứ hai. Mình lượn vào đường khung, mình đi lên trên đỉnh, mình lượn nó ra, nó sẽ tạo thành một chữ S ngược, sợi chữ S ngược, mọi người thấy chưa ạ? Giống như cái đuôi này, đây là em đã tách đuôi ra, nhìn cho nó dày cái đuôi, nhìn nó tự nhiên hơn nhá. Tiếp theo này, khoảng cách các sợi dưới phần bụng này cách nhau 4 ly đúng không ạ? Thì ở trên này nó cũng cách nhau 4 ly, mình chia đều các sợi nhá, 4 ly này. Sợi tiếp theo sẽ ép từ đường khung dưới, ép lên, đi thẳng lên này, đến đây bắt đầu mình cong nhẹ vào một xíu, rồi tiếp theo lại cách 4 ly, ép cái đường khung dưới, rồi tiếp theo 4 ly, rồi em đã vẽ xong cái kết cấu sợi chính của sợi hair short basic nhé. Cái cách vẽ này mọi người sẽ rất là dễ nhớ đấy. Mọi người lưu ý giùm em là khi mình vẽ thì mình cũng nên tập là nó sẽ đậm ở trong phần đường spine này nha, nó tỏa ra các xung quanh, nó tỏa ra xung quanh thì nó sẽ đậm này, nhạt dần ra ngọn nhạt nhất.
mình phải tạo được những cái ngọn chân mày như thế này, các ngọn eri như vậy nó mới đẹp nhá. Rồi đây chính là kết cấu sợi chính nhá. Mọi người thấy chưa ạ? Mọi người lưu ý giùm em nữa một điểm nữa nhé. Các cái sợi này nó tệp với đường spine này, các cái góc này này, góc này này, góc này này, góc này này, nó phải là những cái góc nhỏ hơn góc 30 độ nha. Chứ mọi người đừng có vẽ to quá, to quá thì nó sẽ bị hiện tượng là bị cắm và nó bị cứng nhé. Mình phải ôm vào, lượn vào một góc càng nhỏ càng đẹp nha. Rồi đầu tiên em sẽ kéo. Em đã chỉ mọi người xong kết cấu này. Bây giờ tiếp theo mình sang cái bước gì ạ? Mình sẽ làm quen với sợi nét và sợi hạt nhé. Mọi người lưu ý ghi vào giùm em sợi nét là gì? Sợi nét tức là máy nhanh và tay chậm. Máy nhanh và tay chậm sẽ ra sợi nét. Còn sợi hạt thì sao ạ? Máy chậm và tay nhanh thì sẽ ra sợi hạt nhé. Rồi đầu tiên em sẽ đi sợi nét cho mọi người xem. Em sẽ sang máy thần thánh nha. Chắc là đây máy thần thánh ai cũng có đúng không? Đây. Góc bên này em sẽ đi sợi nét nhé. Mình sẽ già ở trên không. Mọi người phun hạt như thế nào? Đây phun hạt như này đúng không? Nhấc hai đầu lên đúng không ạ? Lắc hai đầu lên tức là gì? Đậm ở giữa và nhạt hai bên. Thì kéo sợi nó cũng vậy, nó cũng sẽ đậm ở giữa hai bên. Và khi mọi người đặt cái bút xuống, đặt cái máy xuống, mọi người không đặt dí xuống một đầu luôn nhá, mà mọi người sẽ gì ạ? Già trên không từ từ này. Rồi bắt đầu mình dài tay mình dẻo, bắt đầu mình hạ cái bút từ từ xuống. Mình sẽ tạo được cái ngọn chân mày rất là đẹp. Rồi. Máy nhanh này, tay chậm này, đoạn ngắn này. Rồi. Là mình đã hoàn thành xong một đoạn kéo. Nó sẽ đạt được tiêu chí là đậm ở giữa và nhạt hai bên. Phóng to cái máy lên cái. Phóng to lên. Phóng to lên này. Nữa đi. Nha, đi lại cho mọi người xem nhé. Sợi nét này. Dài trên không này. Từ từ hạ đầu kim xuống để tạo cái ngọn chân mày. Rồi bắt đầu mình gì? Mình mới miết kim xuống. Miết kim nha, sợi nét phải miết kim. Ở đây em đang miết một chiều cho mọi người nhìn dễ nhìn nhé. Và nhà cái ngọn ra. Mình sẽ tạo được hiệu ứng là đậm ở giữa và nhạt hai bên đầu. Đấy. Khi mọi người nhích từng đoạn ấy, thì mọi người sẽ nhích nó khoảng tầm 1 đến 2mm thôi. Thì mọi người nhích nó càng ngắn thì nó sẽ càng nhanh bám mực và nó càng thẳng nhé. Đừng có ham nhích dài. Với cả là nhiều người sẽ có cách kéo sợi như kiểu là kéo hai chiều. Họ sẽ kéo hai chiều hoặc là kéo một chiều. Nhưng mà bình thường thì mọi người thấy là ví dụ mọi người học giải hạt ấy, thì mọi người sẽ thấy là giải hạt một chiều nó sẽ dễ hơn là giải hạt hai chiều đúng không ạ? Thì áp dụng vào sợi nó cũng vậy. Mình sẽ kéo một chiều vào người mình, nó sẽ dễ hơn là mình đi hai chiều nhé. Rồi. Em sẽ lau đi cái khúc mà em vừa kéo cho mọi người xem kết quả. Nếu mọi người thấy không ạ? Đây là sợi nét nhé. Sợi nét thì các cái hạt lượng mực nó sẽ xếp khít nhau mà nó kín, nhưng vẫn phải đảm bảo cái yếu tố là đậm ở giữa và nhạt hai đầu. Rồi tiếp theo nhé, mình chuyển sang sợi hạt nhé. Hạ máy nhỏ lại đi. Hạ máy nhỏ lại đi. Máy after. Đấy trước này. Rồi. Sợi hạt thì mình sẽ gì? Máy chậm và tay nhanh nhá. Và đặc biệt sợi hạt thì mình phải lướt một chiều. Mình lướt một chiều nó mới ra được sợi hạt. Đây. Và lướt những đoạn ngắn hơn khoảng tầm 5mm nhé, thì sẽ ra được sợi hạt nhé. Cũng dài trên không này gì? Máy chậm này, tay nhanh này, lướt này. Đó. Lại nhá, mọi người nhìn lại nhá.
dài trên không này, đặt cái bút xuống từ từ này, rồi lướt những đoạn khoảng tầm 5 mm. Đấy. Rồi em sẽ lau lên cho mọi người xem kết quả nha. Mọi người thấy không? Một cái là sợi nếp và một cái là sợi hạt. Thì hai cái thằng sợi này đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng nhé. Thằng sợi nếp này thì nó độ bền nó rất là cao. Và khi bong ra thì cái sợi nhìn rất là giống với sợi thật. Đó. Còn sợi hạt này thì ưu điểm của nó là rất dễ thực hiện, rất dễ làm nhé. Và ưu điểm của sợi hạt này thì là bong ra nó sẽ đảm bảo là sẽ không bị nở sợi. Không bị nở sợi. Bởi vì là không bị trổ màu. Bởi vì là đôi khi nhiều bạn mà mới làm ấy, yếu ấy, mà đi sợi nét này thường sẽ bị dễ bị sâu kim ấy, hedgehog này hay là full nhá. Mình luôn luôn phải đảm bảo một yếu tố để mà nó không bị trổ màu sau này ấy. Thì tức là mình làm mình đừng để da bị da mô nhiều quá. Thậm chí là cố gắng không làm không da mô càng tốt. Thì thường là hiện tại là bên em đào tạo ấy, làm hedgehog, làm full chân mày hay full môi, tất cả đều sử dụng không tê hết. Thì không tê thì mọi người chắc chắn là mọi người sẽ phải điều chỉnh được tay mọi người thật tốt để mọi người không bị làm sâu kim. Bởi vì là khi mọi người là đã làm sâu kim rồi ấy, thì nó sẽ rất có nhiều các cái hậu quả sau này. Còn mọi người đã làm không tê rồi ấy, thì chắc chắn là mọi người mà làm sâu một xíu khách hàng đau. Khách hàng đau là mọi người sẽ không có làm được. Đó. Cho nên là tất cả các kỹ thuật bên em đều làm không tê hết nhá. Rồi bắt đầu em sẽ áp dụng làm lên cái chân mày này nhá. Thì chân mày này, các sợi chính em sẽ đi bằng sợi nét nhé. Rồi tăng máy lên xíu nhá. Tăng lên xíu đi. Đầu tiên ấy, mình sẽ đi gì? Đầu tiên ạ, mình sẽ đi đường spine trước nhá. Và đường spine nó liên kết đến phần đuôi luôn, cho nên mình sẽ đi từ đuôi đi vào. Hạ từ từ bút xuống. Thường là em sẽ dạy kéo một chiều, nó sẽ dễ hơn là kéo hai chiều rất là nhiều nhé. Mọi người lưu ý là mọi người khi mọi người kéo, mọi người phải kéo dứt khoát, hedgehog là phải dứt khoát, chứ đừng có kéo nghỉ. Khi mọi người kéo là mọi người phải nhấc cái đầu kim lên. Còn mọi người mà dừng cái đầu kim ở cái một cái điểm nào đó nó sẽ bị đốm nhé, mực nó sẽ không đều. Rồi, sau khi mình đi được đường spine xong, bắt đầu mình sẽ đi gì? Sợi chốt eo nhá. Mình sẽ đi đúng theo thứ tự mà mình vẽ nãy nhá. Bởi vì cái thứ tự này mọi người sẽ làm, mọi người sẽ không bị mất dấu ấy, khi mọi người làm ấy. Những cái khúc cua như này mọi người phải đi đoạn ngắn nhá. Đoạn ngắn thì mọi người cua nó mới dễ. Nhớ đến khúc kết thúc mình phải nhảy cái ngọn ra nha. Tiếp theo ạ, lại nhấn từ đâu ạ, nhấn từ đường số 3 nhấn ra này. Đấy, đoạn ngắn để tạo độ gì, độ đậm và nét cho sợi nhá. Khi ra ngoài nữa là mình lơi tay ra một xíu này và mình lướt kim một xíu này để tạo cái hạt tạo được cái ngọn sợi nhá.
ta sẽ đầu nha. Các sẽ đầu với cái chân sợi mình phải khép vào nhé để tạo độ mềm cho cái sợi. Nhưng mà lưu ý là khi đã đi chân sợi sát vào nhau thì mọi người đi lực phải thật nhẹ tay nhé. Còn cái đi mà đã sát nhau rồi mà lực còn mạnh nữa, ra mô nữa thì nó sẽ bị loang nhé. Có thể bong ra nó không loang đâu, nhưng mà sau vài tháng nó sẽ loang, chứ không phải hay chóc là không loang đâu ạ, vẫn loang bình thường nhé. Nếu lực tay không tốt vẫn loang bình thường. Đi sang vệ sinh mình sẽ lau đi. Chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc là khi đi hedgehog thì mình sẽ làm bằng máy gì và kim gì, đúng không? Thực sự ra là hedgehog nó không phải là quá kén máy hay kim đâu. Máy nào mình cũng thể sử dụng được, còn kim ý, thì mình nên xài những dòng kim phổ thông bình thường thôi. Kim 0.3 là ok nhất nhé. Đừng xài kim nhỏ nhé. Vì kim nhỏ nó sẽ gây ra hiện tượng là nó khó bám và nó dễ ra mô. Còn nét hay không mới là do lực tay của mọi người nhé, chứ không phải là do kim ạ. Sau khi đi lại sợi chính mình đã đi xong rồi này, mọi người thấy không ạ? Em đi đã bám được gần như hết rồi này, toàn bộ này nó đã no mực rồi. Nhưng mà mình sẽ làm các bước cho mọi người dễ hình dung nhé. Là sau khi đi sợi chính này, sợi chính mình sẽ dặm 3 lần nha. Sợi chính mình sẽ dặm 3 lần, sợi phụ 1, sợi phụ 2 mình sẽ dặm 2 lần, mình làm 1 lần và dặm 1 lần. Còn những cái sợi sen, sợi nhỏ, sợi con ấy, sợi mic ấy, thì mình sẽ chỉ đi một lần duy nhất thôi. Đấy, để cho mọi người hiểu được là sợi chính nó sẽ đậm nhất, phụ 1, phụ 2 đậm ngang nhau và sợi sen là nhạt nhất nhé. Mình sẽ phối mực bằng cách là phối màu bằng cách là lượt dặm và lượt tay. Hedgehog có nhiều cách để phối màu các sợi, nhưng mà ở đây em sẽ phối bằng lượt tay nhé và lượt dặm nhé. Thì mọi người sẽ không phải lích kích pha nhiều quá nhiều chung mực nhé. Mình sẽ dặm nhé. Lại quay lại cái bước gì dặm từ đâu ạ? Từ đường spa trước đấy, em sẽ làm các cái bước mà nó để cho mọi người lặp đi một lặp lại cho mọi người nhớ luôn nhé. Chút eo này, nhớ nhấn vào trong đường sợi và nhấn ra nhé mọi người.
đèn này vướng quá nhỉ. Sợi dầu em cần độ nhạt thì em sẽ không dặm nhé. Khi nào ví dụ em đi nó không no cơ em mới dặm, còn nó no rồi thì em không dặm nữa nhé. Cái sợi đuôi này mình cũng đừng có dặm đậm quá, bởi vì mình cần độ tự nhiên. Sau khi dọn xong thì mọi người thấy nó có độ nhấn đúng không ạ? Cho cái miếng giấy xong, cuộn giấy. Rồi bắt đầu em sẽ vẽ cho mọi người xem sợi phụ một nhé. Mọi người sẽ chia này, sợi phụ 1 nó sẽ đi từ đâu ạ? Sợi chữ S này nó có phần gồ ở đây đấy, và phần gồ ở đây thì sợi phụ 1 này mình nói đơn giản nôm na nhé, nó sẽ bắt đầu từ 1/5 của sợi này, nhưng mà mình chỉ cần nhìn cái phần gồ thôi, sẽ bắt đầu từ đây này, bắt đầu từ đây và kết thúc ở cái phần gồ này đó, và nó sẽ chia đôi khoảng cách hai sợi này ra. Rồi em sẽ đi thử cho mọi người xem nhé. Rồi nhấn từ đây này, tách nó ra, đi qua cái điểm mình vừa chấm là cái điểm 1/2 đó. Đây đến đây kết thúc, không chạm vô. Rồi đi luôn cho mọi người xem nha, mọi người dễ hình dung. Pin yếu rồi kìa. Rồi em sẽ đi cho mọi người xem nhé. Nhấn nhá, nhấn ở trên cái đường này, bắt đầu mình lấy phần gồ mình tách ra này, chứ không phải là mình tách ngay từ đầu đâu. Đấy, tách nó ra. Phân gồ này dừng lại. Đấy, mọi người thấy rõ chưa ạ? Tiếp theo những cái sợi này mình cũng làm như vậy nhé. Nhấn ở trong cái đuôi ngọn này, đuôi cái sợi này, phần gỗ đâu mình tách ra. Kết thúc không chạm nha, không được chạm ở đây nhé. Tiếp theo rồi, đi xong cụm đuôi nhé.
thấy có rõ không? Phần cổ bụng này cũng vậy nhé. Từ phần gồ này sẽ kết thúc ở điểm gồ này, mình chia đôi ra. Đây, tách nó ra. Tiếp theo này, từ phần gồ này chia đôi khoảng cách hai sợi ra. Chỗ này cũng vậy nhé. Mình đã kết thúc đi sợi phụ 1. Và nãy em còn nói là gì ạ? Sợi chính mình sẽ đi 3 lần, phụ 1 mình sẽ đi 2 lần đúng không? Bây giờ em sẽ dặm luôn lần thứ 2 của sợi phụ 1 nhé. Tức là sợi chính mình đã dặm 2 lần rồi. Phụ 1 là lần thứ 2 này. Dặm lại nhé. Khi mình dặm mình phải nhẹ thật nhẹ tay thôi, dặm chính xác vào cái đường cũ. Và miết mono, miết mono là sao ạ? Là miết kim xuống để cho mực nó đẩy xuống dưới cái sợi nhé. Đây là sau khi mình đã dặm xong sợi phụ 2 này, à phụ 1 này. Rồi tiếp theo mọi người sẽ đi sợi phụ 2. Sợi phụ 2 này có rất nhiều cách đi nhá. Mình có thể bắt đầu sợi phụ 2 là mình tách từ sợi chính tách ra, hoặc có thể tách từ thằng sợi phụ 1 tách ra. Nhưng mà ở đây em sẽ hướng dẫn cái cách cơ bản nhất là mọi người sẽ tách từ trong cái ngọn tách ra. Mọi người có thấy là sợi chính và sợi phụ 1 nó tạo thành một cái ngọn không ạ? Thành một cái cụm sợi đúng không? Đây sợi chính này, phụ 1 này, thành một cụm sợi này, chính phụ 1 này, chính phụ 1 này. Thì mình sẽ tách từ cái ngọn này này, mình đi từ trong cái ngọn này ra. Mình chia đôi hai thằng sợi này ra. Đây. Đi từ mỗi cọng này cho mọi người xem trước nhá. Tách ra này. Chia đôi ra. Và chân sợi nằm ở đâu? Chân sợi chính nằm ở đây, chân sợi phụ 1 nằm ở đây, thì cái này nó chỉ nằm ở giữa hai thằng này. Tất cả các sợi này mình sẽ áp dụng như vậy hết nhá. Rồi đi cho mọi người xem luôn. Nhấn vào ngọn này, thật nhẹ tay thôi nha, cái ngọn nó đã tổn thương rồi, mình nghĩ là mình đã đi mấy lần rồi, mình phải đi thật nhẹ tay thôi, nó sẽ giữ được cái ngọn. Kết thúc.
đó. Và dưới này cũng vậy nhá. Rồi những cái khe sợi đầu rất là nhỏ này thì mình sẽ không cần thêm nhé mọi người. Đừng có thêm mà sẽ nát sợi nhé. Tiếp tục mình lau đi. Rồi nhá. Thì nãy nhá, em có nói là sợi phụ 2 và phụ 1 mình sẽ đi làm dặm 2 lần đúng không? Thì mình mới đi một lần, bây giờ mình dặm thêm một lần nữa. Dặm lại này. Rồi, sau khi mà sợi phụ 1 và phụ 2 đã đều màu nhau rồi, bắt đầu em sẽ đi tiếp theo là cái mình sẽ quay lại. Mình sẽ quay lại dặm lại đường spine và các sợi chính một lần nữa là đủ 3 lần nha. Để tạo độ nhấn nhé cho cái chân mày. Một khi mỗi lần dặm lại mình phải nhẹ tay lại một tí nhé. Sợi chính là đuôi là em cần độ vừa vừa thôi, em không cần quá đậm nhé, cho nên là em sẽ không đậm nữa, 2 lần thôi nha.
tập trung nhấn vào các góc này, các góc tiếp xúc của đường thứ ba này. Đấy, nó phải đậm lên thì nhìn nó sẽ có độ nhấn nhá nhé, để tạo nên cái linh hồn của cái headshot. Còn headshot mà nó cứ đều đều thì nhìn nó hơi bị đơn điệu. Rồi bắt đầu là em sẽ chỉnh máy, hoặc là mọi người có thể chỉnh được giảm được tay đi, hoặc mọi người có thể chỉnh máy để em tạo sợi hạt nhé. Nhỏ lại. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ tạo sợi hạt ở đâu ạ? Em sẽ tạo những sợi con nhé. Ví dụ như cái khen này trống, em cần em sẽ thêm một cái sợi con nhỏ ở đây. Khen này cũng vậy này. Khen này to, em sẽ tách nhánh ra nhé. Đây những khen còn trống này mình sẽ gì? Đi từ trong đường spa và nhấn nó ra. Chia đôi khoảng cách những khe này ra, tạo những sợi con nằm ở giữa nó để lấp đầy những khoảng này nhé. Những khe nhỏ nhỏ vậy thôi nhé, thì mình sẽ không thêm nữa nhé. Đây là mình đã hoàn thành xong một cái chân mày headshot cơ bản nhé, bằng sợi nét và sợi hạt, thấy không ạ? Mà đây là cái cơ bản thôi, còn ví dụ như mọi người thích nó có một sự sexy và một sự rậm ở cái phần đuôi nhé, một xíu rậm nhé, thì mình sẽ đẩy những cái sợi con ra. Đây ví dụ như cái phần này nó hơi bị đơn điệu đúng không ạ, hơi bị phẳng này, những chỗ này nó có cái ngọn bay ra này thì nhìn nó sẽ sexy hơn này, còn chỗ này hơi bị phẳng thì em sẽ tạo những cái sợi gì, sợi con từ đâu ra, từ đường spa này tạo ra này. Mình nhấn vào trong đường spa, nhấn ra tách ngọn ra từ từ. Đấy. Tiếp theo thêm một sợi nữa đây nữa. Đấy, để tạo độ sexy cho phần đuôi chân mày, không bị đơn điệu quá nhá. Và đương nhiên những cái sợi con này nếu như mọi người đi đúng tầng da ấy và nó đủ mực ấy thì nó vẫn sẽ bao người vẫn giữ nguyên nhé, chứ nó không phải là nó mờ nó mất đâu. Mọi người thấy không ạ? Đấy, còn mọi người biết muốn biết như nào là nó mực ấy thì mọi người khi mọi người làm xong mọi người sờ nhá, nó sẽ không có phần lồi lõm của cái da đâu, nó không bị lồi lõm đâu, nó sẽ không bị tổn thương mạnh đâu. Nhưng mà nó sẽ khi mình nhìn vào cái sợi nó sẽ có độ lún của cái sợi đó. Cái sợi nó mực là nó sẽ có độ lún nhá. Độ lún ở giữa và nó có hai bờ mép hai bên và mực nó chìm ở trong cái sợi đó thì là một sợi đã no mực. Còn mọi người đi mà mọi người không thấy cái độ lún của trên cái sợi đó thì mong là nó sẽ mất nhá, nó sẽ không giữ được đâu. Đây em lại hướng dẫn mọi người xong cái cách mà là một chiếc chân mày hair shop bằng sợi nét và sợi hạt nhá.
thì cái linh hồn của hedgehog là gì ạ? Linh hồn của hedgehog là các cái độ nhấn nhá của các sợi này, nhấn nhá của các cụm sợi đậm nhạt và các cái ngọn airy. Chân mày hedgehog có các ngọn airy. Nếu như mọi người chỉ đi những cái sợi đơn thuần nó cứng ấy thì nó sẽ không ra được cái linh hồn của hedgehog đâu, nó rất là cứng nhá. Đấy. Thì đây là vì cái Facebook của em nó bị cấm like, thành ra là em phải quay video em up lên để cho mọi người cùng học. Thì ai có các câu hỏi gì có thể inbox trực tiếp cho em nhé, em sẽ trả lời hướng dẫn mọi người cách làm. Đấy, độ lún của sợi đây, mọi người nhìn độ lún của sợi này thấy không ạ? Mực chìm xuống dưới da và nó có cái độ hằn nhé, độ hằn của cái sợi thì nó mới no mực nha mọi người. Rồi, chúc mọi người thành công với bộ môn này nha. Nó hơi khó một xíu nên là mọi người cần luyện tập thường xuyên nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem.